Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại kênh tôi Bình Tĩnh. Video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa mật khẩu màn hình của máy Vivo i1s khách vừa gửi đến Vivo 2015 nhé. Nó là Vivo i1s, nó là bị khóa mật khẩu, khách quên mật khẩu. Giờ để xóa cái này thì ta cần có một chuẩn bị một dây cáp USB, phần mềm MRT. Ta cắm trước nhé, cắm dây cáp vào trước. Rồi, cắm dây cáp nhé. Ở phần mềm MRT thì chúng ta sẽ vào tab Vivo này. Vivo. Ta sẽ chọn Vivo i1s nhé. Kéo xuống chọn i1s. Đây. Tích vào format Ulong. Rồi, bây giờ ta bấm Start này. Bây giờ ta tắt nguồn. Bây giờ ta cứ đợi thôi nhé. Đợi máy tự chạy. Đó, nó nhận đó. Rồi, như vậy là xong. Nếu như các bạn bị tài khoản Google, các bạn click làm lại và bấm vào đây nhé. Ok, bây giờ ta rút cáp và bật nguồn lên nhé. Rồi, như vậy là đã xong rồi. Bây giờ ta ấn vào thiết lập điện thoại. Tiếng Việt tiếp theo. Việt Nam tiếp theo. Đồng ý này. Cái này ta bấm bỏ qua trên này. Hoặc các bạn kết nối mạng cũng được. Khi kết nối mạng thì nó sẽ... Rồi không có tài khoản Google nhá. À, có tài khoản Google các bạn. Đây. Quản lý cái khóa cho mình nhá. Nó sẽ như thế này. Chấp nhận. Tiếp theo. Bỏ qua này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn xóa tài khoản Google luôn. Không cần sử dụng đến phần mềm. Bỏ qua này. Nó sẽ bắt thiết lập lại. Đây, các bạn bỏ qua này. Sử dụng ngay. Đấy, nó sẽ báo như này là các bạn đang bị tài khoản Google. Nên các bạn thiết lập lại. Các bạn cứ tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Đồng ý. Rồi ở bước này rất là quan trọng nhé. Ta từ từ chưa kết nối mạng, ta sẽ bỏ qua trước. Đó, ta sẽ bỏ qua bước này nhé. Xem thêm, chấp nhận. Tín ta nhớ quay lại và kết nối mạng. Xem thêm. Rồi bây giờ ở bước này ta sẽ đặt mật khẩu. Tôi sẽ đặt mẫu hình đi. Tôi vẽ mẫu hình. Đấy, bây giờ ta chờ. Tiếp tục vẽ lại một lần nữa. Rồi, tiếp theo. Rồi, bây giờ các bạn back lại. Back lại về bước chọn wifi cho mình. Rồi, bây giờ các bạn bây giờ bạn kết nối wifi vào. Đặt mật khẩu trong kết nối wifi nhé. Tiếp theo. Quản lý cái khóa thế này. Nó bị nó sẽ bị cái khóa này. Không sao chép. Đó. Các bạn có thể sử dụng tài khoản Google thay thế hoặc vẽ cái hình vừa nãy. Đó là cái mật khẩu người ta vẽ lại. Hình vừa nãy là nó sẽ bỏ qua con chữ bỏ qua vào tài khoản Google. Các bạn để ý cái khóa nhé. À, đây có chữ bỏ qua đây. Bỏ qua. Đấy, mất cái khóa luôn. Cái này các bạn tiếp theo. Các bạn bỏ qua. Tiếp theo. Bỏ qua. Bạn bỏ qua cho mình không bị tải, các bạn tải về xin chúc mừng sử dụng ngay. Rồi xong, như vậy vừa dẫn các bạn xóa mật khẩu màn hình của máy Vivo i1s thành công. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem kiểm tra xem mật khẩu có mật khẩu nhé. Có thì các bạn gỡ đi, cái mật khẩu cũ mà. Đây, cái mật khẩu mẫu hình các bạn sợ quên bạn gỡ luôn. Tôi sẽ vào cài đặt này.
vào mật khẩu, khuôn mặt mật khẩu, phương thức khóa, vẽ lại, vuốt, ok, vẽ vẫn thoát, ok xong. Rồi, nó là máy Vivo i1s nhé, Vivo 2015. Quản lý hệ thống này, giới thiệu điện thoại Vivo 2015, nó i1s. Rồi, vừa rồi mình vừa dẫn các bạn xóa mật khẩu màn hình của máy Vivo i1s thành công. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.